Sau thành công Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP lần thứ 14 tại Việt Nam, sáng ngày 8 tháng 10, đoàn lãnh đạo cấp cao ABCP đã có buổi diện kiến Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân tại chùa Quốc Ân Khải Tường, Đồng Nai. Tại chùa Quốc Ân Khải Tường, ban quản trị long trọng đón tiếp phái đoàn lãnh đạo cấp cao ABCP do Thượng tọa Dalai Lama Dhyanbeya, Tổng thư ký Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP làm trưởng đoàn. Nơi chánh điện, phái đoàn thực hiện nghi thức niêm hương lễ Phật và tụng kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Sau đó phái đoàn tiến về nhà khách trong niềm hân hoan chào mừng của toàn thể Phật tử Việt Nam. Diện kiến Đức Hòa thượng Chủ tịch, Thượng tọa Tổng thư ký Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình, lãnh lễ Vấn An bày tỏ tri ân lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo điều kiện cho ABCP tổ chức hội nghị thư ký tại Việt Nam thành công, đồng thời hoan hỷ trước tình cảnh của ban quản trị Phật tử chùa Quốc Ân Khải Tường đảm đón tiếp phái đoàn một cách long trọng. Đáp từ, Hòa thượng Chủ tịch chúc mừng hội nghị thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP lần thứ 14 vừa được thành công tốt đẹp và đánh giá cao kết quả hội nghị, đặc biệt đã tuyên bố khai mạc Trung tâm Quốc gia Bảo vệ Môi trường và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu ABCP Việt Nam. Hòa thượng Chủ tịch hy vọng với trọng trách đối với Phật giáo và nhân loại của Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình, Chư Tôn Đức cư sĩ lãnh đạo cấp cao của ABCP đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều hành Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình, phát triển mạnh mẽ, gắn kết các tổ chức Phật giáo trên thế giới, hướng đến mục tiêu hòa bình, giảm thịnh vượng cho nhân loại. Hòa thượng Chủ tịch mong rằng ABCP và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp, bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả lời Phật dạy trong thời hiện đại. Cuối lời, Hòa thượng cầu Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức cư sĩ Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc và chúc cho Đại hội đồng ABCP tổ chức vào tháng 12 năm 2023 tại Ấn Độ được thành công tốt đẹp. Tại buổi gặp mặt, đại diện ban thư ký ABCP báo cáo kết quả hội nghị thư ký ABCP lần thứ 14 tổ chức tại Việt Nam vừa qua, với sự tham dự gần 100 đại biểu là lãnh đạo Phật giáo của 9 quốc gia thành viên ABCP. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình và Hòa bình Thế giới, gồm 7 điểm, trong đó nhấn mạnh vai trò của Phật giáo tham dự vào quá trình thúc đẩy hòa bình, ổn định tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Ban thư ký cũng truyền đạt thông điệp của ABCP với sứ mệnh đưa ra những giải pháp bền vững dựa trên nền tảng chánh pháp của Đức Phật để giải quyết những vấn nạn toàn cầu mà nhân loại đang quan tâm. Dịp này, lãnh đạo Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP cũng có lời cung thỉnh Đức Hòa thượng Chủ tịch dành thời gian quang lâm tham dự Đại hội đoàn Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP lần thứ 12. Nhờ vào đóng góp trí tuệ của Đức Hòa thượng đã giúp đại hội được thành công tốt đẹp. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, trưởng ban quản trị, đảm dẫn phái đoàn lãnh đạo Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ABCP tham quan chùa Quốc Ân Khải Tường và giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của ngôi chùa lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Chùa Quốc Ân Khải Tường do lối kiến trúc chùa tháp truyền thống của Phật giáo Việt Nam, tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 20 hectare thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chùa được phục dựng lại theo tên gọi ngôi cổ tự Khải Tường, có lịch sử hơn 300 năm tại đất Gia Định. Từng được Du Minh Mạng ban chiếu sắc tứ quốc ân năm 1832, tuy nhiên bị thực dân Pháp tàn phá hoàn toàn trong cuộc xâm lược Việt Nam. Hiện nay, chùa Quốc Ân Khải Tường được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận quản lý năm 2023. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm viện chủ. Đây là trung tâm văn hóa hoằng pháp của Trung ương Giáo hội khu vực phía Nam, nơi diễn ra các sự kiện lễ hội quy mô lớn.